có mỗi hũ sữa chua mà cứ ba một miếng con một miếng tình cảm quá nhỉ hôm nay cuối tuần nên là cả nhà hoa ngủ nướng tới 8 giờ mới dậy cũng trễ rồi nên là cả nhà lại xuống xính quần áo rồi nhau ra ngoài ăn nè ngày thường thì ba mẹ bận làm con thì bận đi học nên là cuối tuần gia đình hoa chỉ muốn dành thời gian cho nhau thôi à quán gia đình hoa đi hôm nay là quán cà phê đức phát ở gần ngã tư chiêu liêu đó cả nhà đó giờ về đây ở ba bốn năm mà đâu có biết là cái quán này nó cũng có bán đồ ăn sáng đâu đồ ăn sáng ở đây thì hoa thấy cũng khá là đa dạng đó mọi người có bún phở mì nuôi bánh mì tha hồ cho mình lựa chọn luôn á cuối tuần ở nhà cũng không biết làm gì đi ra ngoài đường ăn sáng như thế này cảm thấy thông nhong và thoải mái lắm luôn đó cả nhà với lại lâu lâu cũng phải cho em mai vi ra ngoài để biết đó biết đây giữa ở nhà hoài tù túng lắm luôn sẵn ở nhà cũng hết sữa chua cho em ivy rồi nên là cả nhà hoa lại rủ nhau tạt qua ngôi nhà dinh dưỡng ổn để mua sữa chua cho em ivy ăn dần ivy nhà hoa thì cực kỳ thích ăn sữa chua luôn chiều nào đi học về là cũng đòi mẹ cho ăn một hộp ở đây thì hoa thấy là có bán đầy đủ các loại dinh dưỡng cho gia đình hoa cũng hay lười ăn sáng nên là mua ngũ cốc vana và nước uống nutigen về cho tiện mua thêm cả sữa tươi cho em ivy nữa nè bạn nào muốn tư vấn các sản phẩm phù hợp cho cả nhà phù hợp với nhu cầu phát triển chiều cao cân nặng của con thì cũng sẽ có chuyên gia dinh dưỡng tư vấn cho mình luôn tiện ha hiện tại thì ngôi nhà dinh dưỡng đã có gần 300 cửa hàng trên toàn quốc rồi mâm nào muốn được hỗ trợ tư vấn và sắm sữa cho con thì cứ tìm ngôi nhà dinh dưỡng ở gần mình nha. Bữa Hoa đi mua thì ngôi nhà dinh dưỡng Nutifood đang có chương trình khuyến mãi Tết đến rồi cả nhà sắm sữa. Chương trình này thì sẽ áp dụng cho toàn bộ khách hàng mua hàng trực tiếp tại ngôi nhà dinh dưỡng 100% trúng quà và tổng giá trị giải thưởng lên đến, đến 2 tỷ lần đó cả nhà. Mỗi hoa đơn từ 200 000 đồng sẽ nhận được một lần quay trúng thưởng. Thời gian khuyến mãi từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 tới ngày 21 tháng 1 năm 2023. Nhà bạn nào cũng hay mua sữa hay là sữa chua cho con thì nhớ ghé cửa hàng dinh dưỡng của Nutifood để mua và nhận được những phần quà giá trị. Đến nha. nhà. càng sớm thì quà càng xịn nhanh chân lên nha các mẹ ơi.